Xin chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào ngày 23 tháng 11 thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng siêu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên trong video ngày hôm nay là giới thiệu cho cả nhà mình có về được một cái cây đèn mang sông của Mỹ, chất liệu bằng đồng mạ vàng. Nhưng mà cây này là nó cũng hơi phôi phai theo thời gian nha cả nhà mình ha. Mạ vàng nhưng mà có một số chỗ nó cũng hơi phôi phai theo thời gian nha. Nhưng mà đặc biệt là cây này là chưa qua sử dụng, chưa một lần lên lửa luôn nha. Thì cái nước mạ vàng thì theo thời gian nó sẽ sậm màu xuống, còn tổng thể là còn rất là đẹp. Nhưng mà chưa qua sử dụng, đây cả nhà mình cũng xem ha, cực kỳ đẹp nha. Nó có một cái thương hiệu trên đây, hiệu Rylic đây. Kèm theo sách hướng dẫn sử dụng của cái con này. Đó. Và kèm theo cái bộ tim của nó luôn nha, rất là đẹp ha, chất liệu bằng đồng mạ vàng mà hơi phôi phai theo thời gian. Đây cả nhà mình cùng xem ha, cả cái kính ở trên đây cũng còn thương hiệu của nó luôn nha. Thì do quá trình vận chuyển nên chỗ cái bầu này nó có hơi mớp nhẹ chút xíu, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha cả nhà mình ha. Cực kỳ đẹp, đồng mạ vàng chưa qua sử dụng nha. Đó, đây tổng thể là cả nhà cũng xem ha, đây là một trong những cây đèn mang sông cực kỳ đẹp của ngày hôm nay, chưa qua sử dụng. Cây này cái xây này rất là to, xây này là 500 cb nha. Thường là cây đèn mang sông bình thường của mình á là khoảng 500 c, khoảng 300 cb thôi, cây này tới 500. Nó có thương hiệu trên cái kính nó luôn nha, chưa qua sử dụng, cực kỳ đẹp. Và cây này mã số 1 đầu tiên bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, cái cây như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 11 triệu đồng cho mã số 1 có trong video hôm nay, chưa qua sử dụng, cực kỳ đẹp. Mã số 1. Rồi, chúng ta mã số 2. Mã số 2 trong ngày hôm nay. Đó, thì bên em còn được một cặp bình. Đây là một cặp bình đồng, có tổng trọng lượng là khoảng 6 kg. Rồi, chiều cao tổng thể là 32. Đường kính miệng là có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 2 trong video hôm nay. Thì mã số 2 một cặp bình như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình, một cặp bình đồng rất là to. Ở dưới này là nó có chữ luôn ha, 105 MB, 1945. Và cái này có giá giao luôn với cả nhà mình 2.800.000 cho mã số 2 trong video hôm nay. Rồi, mã số 3. Đó, mã số 3 là một trái đào như ý. Đây là một quả đào. Đây cả nhà mình xem ha, quả đào nha. Quả đào đang nằm trên cây gậy như ý, rất là đẹp. Để quay gần cho mình xem ha, cho giờ rõ hơn nha. Đó, quả đào là nảnh gậy như ý, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 3.8 kg. Đây là mã số 3, bề ngang tổng thể là có khoảng là 23, chiều cao là có khoảng là 24, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cái nhà mình, đào như ý, có giá giao lưu với mình là 1.900.000, 1.900.000 cho mã số 3 có trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là bên em còn được một cây đỉnh lân, ba con lân ha, ở trên hình ảnh là con phụng, thì chất liệu bằng đồng, có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Rồi, chiều cao tổng thể là có khoảng là 23, bề ngang là có khoảng là 16 cm, chất liệu bằng đồng. Có ba con nghe ở dưới nè cả nhà xem ha, ba nghe đẩy cái đỉnh lên nha, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh như thế này, 1.400.000 cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm ha. Đây là mã số 4. Rồi, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 hôm nay còn được một cái dĩa trái cây chất liệu bằng đồng, rất là độc lạ luôn. Đây cả nhà mình xem ha, ở trên là hình ảnh một con bướm nha, nguyên một cây cái dĩa, có tổng trọng lượng khoảng 1.8 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 28 cm, bề ngang của cái dĩa này tầm có khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Cái này mình có thể bày mâm ngũ quả ha, hoặc là có thể là mình để bánh mứt trên đây nha, cực kỳ đẹp, rất là độc lạ luôn, bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình 1.200.000 cho một cái dĩa trái cây bằng đồng mã số 5 có trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 6. Số 6 thì bên em còn được một bộ 12 vị tông đồ trong bữa tiệc ly. Chiều dài tổng thể của cái đế gỗ dưới là 236. Ở trên là có khoảng là 31. Rồi, chiều cao 17, chất liệu bằng đồng. Đế là đế gỗ, có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm 12 vị tông đồ của ngày hôm nay. Có giá giao lưu cả nhà mình 2.600.000 cho mã số 6. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một cái đỉnh, một cái đỉnh voi. Hai bên là hai đầu voi, dưới là ba chân lân. Là mã số 7.
chiều cao là 20, bề ngang là 16 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là một cái đỉnh voi, ở đây là lân ha, ở trên nắp này là một có một con lân nó đang chéo quẩy giò để cái nào xem ha, rất là độc lạ nha. Ba cái chân chất liệu bằng đồng cũ, thì mã số 7 có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái đỉnh như thế này là 1.500.000 cho mã số 7. Rồi mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay là còn được một cái đỉnh tam hạt, ba con hạt ở trên này gồng ha, quay là quay gồng. Rồi tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 25. Bề ngang là có khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh tam hạt như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Đây mã số 9 là một cái đỉnh rất là độc. Đó, đỉnh hai bên là hai con lân. Hai con phụng, nắp là nắp ở trên là nắp lân. Mặt trước là ảnh con phụng đây cả nhà mình xem ha. Mặt bên là ảnh con phụng nữa nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 24. Bề ngang là 15, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình mã số 9 trong video ngày hôm nay. Đó là 1.400.000. Mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là còn được một cặp. Đó một cặp hổ. Cặp hổ chất liệu bằng đồng. Bao gồm hai con, có tổng trọng lượng là 6 kg 2. Rồi chiều dài tổng thể là 24, chiều cao là 22. Chất liệu bằng đồng, hổ như ý. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà cặp hổ như thế này là 2.600.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 10, có trong video hôm nay là mã số 10. Đây, để đây. Rồi theo mã số 11. 11 thì đôi tình nhân. Đó, đôi cánh thiên thần. Cho mã số 11 là có đôi cánh thiên thần đây cả nhà mình xem ha. Hai thiên thần nha, chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng đồng rất là đẹp. Có tổng trọng lượng là khoảng 2.2 kg. Chiều cao là 29 cm. Rồi bề ngang đôi cánh là có khoảng là 12, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình 1.800.000 cho một tác phẩm đôi cánh thiên thần ở mã số 11. Rồi 12. 12 là một cái đỉnh quay ngang vậy, đỉnh đồng pháp lam. Có tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 25 cm. Bề ngang là có khoảng là 20, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh như thế này. Đó. Là 2.000.000 đồng cho mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 ngày hôm nay là còn được một cái cây. Đây một cái cây pháp khí chất liệu bằng đồng, cực kỳ đẹp. Có hình con rồng. Đó để lên vậy, cả nhà mình xem ha. Chiều dài tổng thể của cái cây này rơi vào khoảng là 42. Rồi chiều cao có khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Ở trên là hình ảnh một con rồng đây cả nhà mình xem ha, một con rồng ha. Đó mình có thể kéo này ra. Đó cái này rồng để lên. Rất là đẹp. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình 1.800.000. Bao phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 13. Mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là đó, là cửu dĩ hồ. Đây là một những tác phẩm rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg. Chiều cao tổng thể là 34 cm. Bề ngang là 22, chất liệu bằng đồng. Đế là đế tiền. Thì tác phẩm này có giá giao lưu cái nhà mình 2.800.000 cho mã số 14. Có trong video ngày hôm nay, đây là mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 là một bộ tam đa phúc lộc thọ. Bao gồm ba ông, đó ông phúc, ông lộc, ông thọ, chất liệu bằng đồng. Bộ này tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg. Chiều cao là khoảng 26 cm. 25. Bề ngang tổng thể mỗi tượng là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 2.800.000 cho mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 trong video hôm nay. Đây là mã số cuối cùng mời anh em giới thiệu cùng cả nhà mình ha.
có về được một bộ lư đào nha, bộ lư đào Nam Bộ chung, loại chung ha, hai bên là hai chân đèn. Đây là mã số 16, mã số cuối cùng. Đây cái này làm xem ha. Đó, bộ này tổng trọng lượng là khoảng 6 kg thôi nha cả nhà mình nha. Và chiều cao tổng thể là 42. Chiều cao chân đèn là khoảng là 34, chất liệu bằng đồng. Rất kỳ đẹp. Quay một vòng cho mình xem ha. Bộ này là bộ nhỏ thôi nha, vừa ha, vừa những bàn thờ nhỏ. Thì bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.800.000. Cái này là đã được vệ sinh đánh bóng lại rồi. Thì tổng trọng lượng là khoảng 6 kg. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình trong ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ đồ cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà mình vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc lạ bên đồ cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.